Thưa quý vị, hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề nuôi cá da trơn, cuối năm ngoái, gia đình ông Lê Văn Cơ ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp chuyển sang nuôi cá chình mun theo đơn đặt hàng của đối tác Nhật Bản. Để có sự liên kết xuất khẩu sang Nhật Bản, ông Cơ phải tạo được sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe. Một nông dân kết nối kỳ này, mời quý khán giả cùng đến với ghi nhận sau đây. Nhiều lần sang Nhật, ông Lê Văn Cơ được đi thăm các trang trại nuôi cá chình. Nhận thấy dùng đầu nguồn sông Tiền hội đủ yếu tố thuận lợi để nuôi loài này, ông đề xuất phía đối tác chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu đầu ra. Ban đầu ông xây dựng trang trại rộng 800 m² với 10 bể cạnh sông Tiền để nuôi thử nghiệm 25.000 con và tìm hiểu tập tính loài, làm quen với hệ thống lọc nước tuần hoàn. Mỗi bể có dung tích 20 m³, bên dưới lót bạt. Tổng chi phí đầu tư khoảng 4.500.000.000 đồng. Theo quy trình, nước lấy từ sông Tiền qua bể lắng, sau đó đưa vào hệ thống tuần hoàn gồm lọc vật lý, xử lý vi sinh, cấp oxy, rồi đưa vào hệ thống bể nuôi. Quá trình này mất 3 ngày. Nước trong bể nuôi mỗi ngày sẽ được tuần hoàn qua hệ thống để xử lý tạp chất, sinh vật có hại và bổ sung oxy mới. Mỗi giờ, hệ thống sẽ xử lý xong một bể nuôi 20 m³. Nước mình ở đây hiện nay rất tốt. Mình bơm lên mình xử lý. Xử lý xong xuôi rồi mình diệt khuẩn xong xuôi cái mình đưa nó vô cái hệ thống nuôi đó. Cái bể nuôi mình nó sẽ xả ra một cái bể chiếu phân á. Bể chiếu phân nó lọc thô qua bên kia nó mới lọc ngược là Gmat nó lọc lại nữa. Là lúc nước trong mà giờ nó qua canet, sủi canet để cho nó thải ba cái chất độc á, NH3, NH4 á, nitrat, nitrit rồi á, cho nó bay đi. Là mình sục oxy để mình nuôi vi sinh tại vi sinh trú ngụ trong những cái hạt canet á. Để cho vi sinh nó sinh sản, để nó ăn những con vi khuẩn. Con cá này thì nó ăn thường là thức ăn viên với thức ăn bột. Mà viên nó ăn cũng mạnh, mà bột nó ăn cũng mạnh. Mà mình ăn hàng của Nhật, đúng là của Nhật luôn. Cái chình mun trước đây đã được nhiều nông dân nuôi thương phẩm trong ao bè, song giá trị kinh tế không cao, chủ yếu tiêu thụ trong nước. Bắt tay kết nối với các đối tác người Nhật, ông Lê Văn Cơ phải áp dụng 100% quy trình nuôi theo hệ thống tuần hoàn của Nhật. Thời tiết và thổ nhưỡng, con giống khác nhau. Quy trình của Nhật không thể tương đồng 100% khi áp dụng ở Việt Nam. Ông Cơ và những cộng sự của mình dần tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục, như nâng cao nồng độ oxy, thay đổi quy trình chăm sóc để cá thích nghi, sinh trưởng tốt. Và điều quan trọng là phải đạt được đúng tiêu chuẩn quy định. Thì lấy công nghệ của họ và mình làm. Cái yêu cầu này quá khắt khe, thì nói chung là cái công nghệ của họ và quy trình của họ phải làm theo họ, phải tuân thủ theo quy trình của họ. Nói chung là rất là khó, nhưng mà từ chỗ mình có cái tính kiên trì, kiên nhẫn, kiên định á, để mình làm với họ. Thì trong giai đoạn khó khăn này họ cũng hỗ trợ mình, giúp mình. Tại vì mình làm trong nghề thủy sản có mấy chục năm rồi, mình có niềm tin, cố gắng để vượt qua trong giai đoạn khó khăn, khắc phục lại cái nào mà cảm thấy nó không phù hợp thì bỏ, còn cái nào mà mình tìm ra một giải pháp mà cho nó phù hợp thì mới mình làm. Mới đây, cái đối tác Nhật Bản đã sang thăm mô hình của ông Cơ, kiểm tra và đánh giá cao chất lượng cá chình. Sắp tới, lô hàng đầu tiên sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản. Quy trình nuôi chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhập khẩu, ông Cơ đã mở ra một hướng đi mới cho mình, cũng như nhiều nông dân nuôi cá ở vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự.